Thưa quý vị và các bạn, đẩy mạnh việc phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp nhằm thực hiện hiệu quả nghị quyết số 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên về phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong đơn vị kinh tế tư nhân. Thời gian qua, Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh có cách làm sáng tạo là tổ chức những lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng cho công nhân, người lao động bằng hình thức trực tuyến. Buổi học cảm tình đảng trực tuyến ngay tại công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Hạc Phương Bắc trong khu công nghiệp Phố Nối A. Chị Phượng cùng 4 quần chúng ưu tú khác được công ty tạo điều kiện bố trí một phòng học riêng với hệ thống máy chiếu âm thanh, đường truyền Internet và vẫn có thể tranh thủ giải quyết một số công việc ngoài giờ học. Bản thân tôi và các anh chị em tham gia chương trình này thì thấy đây là một cái cách thức học rất là tốt và phù hợp với lại chúng tôi. Thứ nhất là nó chủ động về thời gian, tạo cho mọi người có thể chủ động cho để học và vừa có thể vẫn giải quyết được những công việc ở công ty và không phải mất thời gian tập trung về cơ sở để học, và sẽ phấn đấu làm sao để có thể được kết nạp vào đảng trong thời gian sớm nhất. Công ty cũng đã tạo điều kiện sắp xếp công việc, tổ chức lớp học cho anh em được học đúng giờ và không ảnh hưởng đến việc làm. Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên chính là cầu nối để các quần chúng ưu tú trong các doanh nghiệp có cơ hội được tăng cường nhận thức, tình cảm đối với đảng. Số lượng thống kê mà các doanh nghiệp đăng ký tham gia cái bồi dưỡng kết nạp đảng thì là được 126 quần chúng của 33 doanh nghiệp đăng ký online học vào giờ hành chính thì có khoảng 28 quần chúng, còn lại là 98 người thì dự kiến là tổ chức lớp vào buổi tối và ngoài giờ hành chính. Thực hiện sáng tạo hướng dẫn số 61 của Ban Tuyên giáo Trung ương, đến nay Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên tổ chức được gần 10 lớp học cảm tình đảng trực tuyến với tinh thần vừa tạo điều kiện thuận lợi cho quần chúng, vừa không gây ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp mà vẫn đảm bảo chất lượng các buổi học. Công tác quản lý thì Ban Thường vụ Đảng ủy khối chúng tôi đã có nhiều các cái biện pháp rất là nghiêm túc, ví dụ thành lập những cái tổ quản lý lớp học chia theo từng đơn vị và hàng giờ học tập đều phải theo dõi, đều phải nhắc nhở các học viên. Ngoài đó thì chúng tôi có một nội quy của lớp học rất là chặt chẽ. Các đồng chí giảng viên thì luôn luôn là nêu cao cái tinh thần là tương tác đối với các đồng chí học viên, tránh cái việc là mất tập trung cho các đồng chí học viên trong cái quá trình học tập. Từ cách làm này, chỉ riêng năm 2022, Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên kết nạp được 24 đảng viên mới trong các doanh nghiệp, với hàng trăm công nhân được học cảm tình đảng năm 2023, được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá về việc kết nạp đảng viên trong doanh nghiệp, góp phần quan trọng để thành lập và phát triển tổ chức đảng trong đơn vị kinh tế tư nhân.